đi số 1 thôi. Trèo lên cả cây giống này. Thôi tắt đây. Rồi ok con rồi. Thôi em về Phú Thọ rồi. Được. Phú Thọ quê hương đẹp như gấm hoa, câu ca em hát thoảng hương quê nhà, đậm đà vị trẻ từ tay người. Xin chào quý vị và bà con. Hiện tại Hà Bình Ngon đang xuất máy sới đất. Quên mất máy vận chuyển lên đồi trang trại cho khách Phú Thọ. Đây là khách lấy con máy thứ hai của Hà Bình Ngon sau khi dùng con máy trước, thấy sung sướng quá. Thì tiếp tục lấy một con nữa về dùng và thải bỏ bớt công nhân do không hiệu quả. Xin chào quý vị và con. Bà con có thể liên hệ với Hà Bưởi Ngon qua số máy 0968129996. Địa chỉ gần nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Hà Bưởi Ngon thì công việc rất là bận nên cũng không phải lúc nào cũng nghe được máy hết tất cả các cuộc gọi. Nên bà con lưu ý có thể liên hệ trên mạng xã hội Facebook, Zalo hoặc YouTube để liên hệ đặt hàng hoặc tư vấn. Thì bà con sẽ vào số máy 0968129996 có Zalo và Facebook. Hai cái cần này là cần chuyển hướng bên trái và bên phải. Cái này bên phải, cái này bên trái. Và đây là cái cần để di chuyển, khởi động di chuyển. Còn đây là số nùi, đây là số mo, đây là số 2 đi nhanh, đây là số 1 đi chậm hơn.